Dạ, Tài xin chào anh chị và các bạn nha. Hôm nay Tài đi ra ngoài vườn đi chặt mía. Tài đi chặt mía để đem lên thành phố Hòa quê. Mấy cái món này ở dưới thành phố rất là đắt luôn cô chú anh chị và các bạn. Thì nhà mình á, nhà ba có trồng sẵn á, nên Tài lấy một số cây đem lên Sài Gòn để ăn cho vui. Chứ cái này nó cũng không có bổ béo, không có no gì. Nhưng rồi Tài tiện thể đó, Tài quay luôn một vài cảnh để chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn nha. Mời cô chú anh chị và các bạn xem Tài thu hoạch mía đem lên Sài Gòn ha. Rồi xin mời. Thank you.
xuống về trà đường nha, trà đường.